Quý khán giả đang đến với thời lượng dành cho phần tin thế giới cập nhật lúc 15 giờ của Đài Phát thanh Trường Đồng Nai. Thưa quý vị, diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg lần thứ 25 khai mạc hôm qua với sự tham dự của hơn 2.700 đại diện doanh nghiệp, giới chức Nga và nhiều quốc gia trên thế giới. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể của diễn đàn vào ngày 17 tháng 6 ông baycop cũng nhấn mạnh tầm quan trọng và vị thế quốc tế của diễn đàn kinh tế st petersburg không chỉ là sự kiện lớn nhất được tổ chức trong nước mà còn là điểm hẹn dành cho những người quan tâm đến nền kinh tế nga ông thừa nhận số lượng các đối tác phương tây dự diễn đàn năm nay ít hơn mọi năm nhưng rất nhiều doanh nhân từ mỹ và châu âu thật sự muốn quay lại nga ông tin rằng thế giới đang trở nên đa diện hơn và có nhiều hướng phát triển mới có những trung tâm quyền lực mới ở trung quốc ấn độ đông nam á mỹ latin và khoảng trống từ việc các công ty phương Tây rút khỏi Nga sẽ được lấp đầy bởi những đối tác khác. Bên lề diễn đàn Saint Petersburg, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Ukraine đã ngừng các cuộc đàm phán hòa bình với Nga theo yêu cầu từ Mỹ, trong khi Moscow luôn sẵn sàng đàm phán. Hãng thông tấn tác dẫn lời bà Zakharova nói rằng các cuộc đàm phán đã bị đóng băng, bị đình trệ, đổ vỡ. Nga biết điều đó là yêu cầu do Mỹ đưa ra, Bà Zakharova nhấn mạnh rằng Ukraine vẫn chưa đáp lại phản hồi của Nga đối với các đề xuất của Ukraine nhằm giải quyết khủng hoảng của nước này. Bà Zakharova cũng cho biết Ukraine đã tìm kiếm các cuộc đàm phán và Nga đã đồng ý với đề xuất đó. Tuy nhiên, Ukraine sau đó bắt đầu đưa ra nhiều điều kiện khác cho các cuộc đàm phán. Sau hơn 3 tháng xảy ra xung đột, Nga và Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc trao đổi, song vẫn chưa đạt kết quả nào. Các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng về thực phẩm, nghề cá và vaccine của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã kéo dài đến rạng sáng ngày 16 tháng 6, với hy vọng tránh khỏi thất bại như năm 2017. 164 thành viên của WTO đã nhất trí họp thâu đêm 15 tháng 6 và họp thêm một ngày nhằm cố phá vỡ sự bế tắc. WTO đang muốn chứng minh vai trò nhất định của mình trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu. Tổng giám đốc Ngozi Okonjo-Iweala đã cam kết thổi sức sống mới vào WTO, và tuyên bố. Chúng tôi đang có tiến triển, nhưng cần hành động nhiều hơn và nhiều thời gian hơn. Điều này đòi hỏi chúng tôi làm việc vào ban đêm. Đây là cuộc gặp các bộ trưởng đầu tiên của WTO sau hơn 4 năm kể từ hội nghị 2017 tại Argentina, nơi các bên không thể đạt được đồng thuận lớn nào. Bà Ecola không muốn điều này lặp lại. Với 77 phiếu thuận, một phiếu chống và một phiếu trắng, Hội đồng lập pháp Hồng Kông đã thông qua nghị quyết tái cơ cấu bộ máy chính quyền đặc khu này nhiệm kỳ khóa 6 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Theo cơ cấu mới, chính quyền Hồng Kông sẽ nâng từ 3 sở và 13 cục hiện nay lên 3 sở và 15 cục, đồng thời tăng thêm 3 cấp phó của ba sở. Ông Lý Gia Siêu, người sẽ nhậm chức trưởng đặc khu Hồng Kông vào ngày 1 tháng 7 nêu rõ, việc bổ sung cấp phó của các sở sẽ giúp tăng cường sự phối hợp và thực hiện chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để chính quyền đặc khu điều hành công việc hiệu quả hơn. Các nhà lập pháp cho rằng cơ cấu bộ máy mới phù hợp với các ưu tiên chính sách của chính quyền đặc khu trong 5 năm tới cho phép Hồng Kông nắm bắt các cơ hội kinh tế và giải quyết các vấn đề sinh kế mà người dân quan tâm. Gần 10 ngày sau khi thử tên lửa, Agni có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ấn Độ lại vừa tiến hành một vụ thử tiếp theo với tên lửa Rizvi cũng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tên lửa này là một hệ thống đã được kiểm chứng và có khả năng tấn công các mục tiêu với độ chính xác cao. Vụ phóng đã xác nhận thành công tất cả các thông số hoạt động và kỹ thuật của tên lửa, đây là loại tên lửa đất đối đất đội địa, có tầm bắn khoảng 250 km và có khả năng may trọng tải 1 tấn. Hôm ngày 6 tháng 6, Ấn Độ đã phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung Adni-4 có tầm bắn lên đến 4.000 km. Thưa quý vị, Triều Tiên hôm nay báo cáo dịch bệnh đường ruột không xác định đã bùng phát, có khả năng làm tăng gánh nặng cho hệ thống y tế của nước này vốn đang chống chọi với dịch Covid-19. Theo hãng thông tấn KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gửi thuốc đến thành phố Cảng, he để hỗ trợ các bệnh nhân bị dịch đường ruột cấp tính. KCNA chưa đưa ra số ca bệnh cụ thể hoặc nói rõ căn bệnh này là gì. Dịch bệnh đường ruột xảy ra khi Triều Tiên đang phải đối mặt với đợt bùng dịch COVID-19 đầu tiên. Chính phủ nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào tháng trước giữa lo ngại về việc thiếu vaccine và vật tư y tế. Hôm nay, Triều Tiên cũng ghi nhận thêm 26.010 người mắc các triệu chứng sốt, nâng tổng số bệnh nhân sốt được ghi nhận trên toàn quốc kể từ cuối tháng 4 lên gần 4,56 triệu người. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin cập nhật lúc 15 giờ của Đài Phát thanh Chùa Đồng Nai.